Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp. Mỗi khi đăng nhà đẹp lên lại được các bạn đón nhận và cho mình những cái bình luận rất là tích cực. Thì xây cái nhà ống đơn giản trong cái ống thôi, nhưng các bạn để ý xem, mỗi một ngôi nhà lại biến tấu nó khác đi. Và mỗi một ngôi nhà thì cái gia chủ lại có một cái mong muốn sử dụng khác nhau. Chính vì vậy, khi xây nhà ống tiền tỷ thì các bạn rất cần phải thiết kế cho thật cẩn thận các bạn nhé. Hoặc kể cả bạn có tự xây dựng đi chăng nữa thì cũng phải nghiên cứu thật kỹ, chứ đừng chủ quan. Bởi vì mình thấy rất tiếc một số bạn đã xây rồi và các bạn xây rất nhiều lỗi luôn. Thì để tránh lỗi, các bạn lên tham khảo những cái video thực tế hoặc những ngôi nhà thực tế. Trên kênh của mình thì mình cũng thường xuyên chia sẻ với các bạn tự xây nhà ống để các bạn làm sao có một cái ngôi nhà đẹp nhất, sang trọng nhất, hiện đại nhất mà không quá tốn kém. Cảm ơn các bạn đã xem video. Giờ chúng ta tiếp tục tham quan cái mẫu nhà thực tế này nhé. Đây là một cái mẫu nhà ống 3 tầng, 2 mặt tiền, được làm theo cái thiết kế rất là hiện đại, theo cái phong cách rất là hiện đại và sang trọng luôn. Đó. Mình đang đứng ở một cái góc rộng nhất để các bạn nhìn thấy cái mặt tiền. Đó. Các bạn thấy cái đường có rộng không ạ? Nhưng bác chủ nhà này thì bác ấy chỉ xây để ở thôi. Nhưng một lời khuyên cho mình, của mình dành cho các bạn, là khi xây nhà ống hai mặt tiền hoặc là nhà ống có mặt tiền mà có thể kinh doanh được, thì mặc dù bạn chưa kinh doanh nhưng bạn cũng nên tham khảo cái mẫu nhà ống vừa ở vừa kết hợp kinh doanh. Thì kể cả đến lúc mình không kinh doanh, như các con mình kinh doanh, hoặc là đến một thời điểm nào đấy cái khu vực mình ở nó đông đúc, mình có thể kinh doanh thì mình kinh doanh được. Chứ còn bạn xây thì nó là kiên cố rồi, mà khi mà muốn kinh doanh thì nó không kinh doanh được. Hoặc khi bạn bán ngôi nhà hoặc cho thuê ngôi nhà, nếu kinh doanh được thì cái ngôi nhà của bạn nó sẽ giá trị hơn rất nhiều các bạn nhé. Thì cái bên ngoài thì ngôi nhà này thì quá đẹp rồi, quá sang trọng và đẹp theo cái phong cách hiện đại rồi. Giờ mời các bạn đi vào bên trong nhé. Trước khi vào bên trong thì mình chia sẻ một chút về cái diện tích đất của ngôi nhà này. Cái ngôi nhà này có cái chiều dài là 20m và chiều rộng là 7m, và cái đất hơi méo. Nhưng bác ấy đã xử lý cái phần méo khá là thông minh. Những cái phần méo bác ấy dùng làm sân, làm ban công, và trong nhà thì rất là vuông vắn luôn các bạn nhé. Phía trước này, cái cửa cuốn này chỉ là mở để ra cửa kính thôi ạ. Còn khu vực cất xe, ô tô, xe máy thì lại là ở cuối nhà. Giờ mời các bạn đi vào trong để tham quan ngôi nhà cùng mình nhé. Đây là cái không gian của cửa chính để đi vào trong nhà, bác thiết kế cửa 4 cánh. Phía trên tầng 2 thì bác thụt vào để làm một cái sân trồng cây cảnh này. Giờ mời các bạn đi vào bên trong nhé. Thiết kế 3 bậc để đi vào trong nhà. Vì không có hai mặt tiền và không thiết kế cất xe ở khu vực đằng trước, nên bác thiết kế cái khoảng đằng trước rất là thoáng rộng này. Đó. Và đi tiếp 3 bậc nữa mới vào trong nhà các bạn nhé. Và ở đây là bác thiết kế một cái cửa, một cái vách kính thôi để lấy sáng. Khi mà quấn cái vách kính này lên ngôi nhà mình cực sáng luôn các bạn nhé. Và cái lối này bác để 1,5 m nữa. Mình rất tiếc cái ngôi nhà này bác ấy không thiết kế kinh doanh. Nhưng nếu để ở thì cái ngôi nhà này rất là đẹp các bạn nhé. Cái lối 1,5 m này đi vào bếp rất là tiện luôn. Và mời các bạn trở lại để tham quan cái không gian ở trong nhà. Ngôi nhà thì mới xây dựng xong và hôm nay cũng bác cũng đang trang trí cây cảnh đây này.
Cái thiết kế thành công của ngôi nhà này rất là thoáng sáng các bạn nhé. Dưới sàn thì bác lát bằng cái gạch Trung Quốc vân đá. Đó. Ngôi nhà đang dùng hoàn toàn cái ánh sáng tự nhiên. Khu vực này là khu vực phòng khách và có diện tích là 5 x 4 20 m2. Mở cửa rất là nhiều luôn. Tiếp đến là không gian của cầu thang. Đó. Cầu thang thì được 1 2 3 4 8 32 3m2 các bạn nhé. Cầu thang là 3m2 và có một vệ sinh ở dưới gầm cầu thang. Sâu phía trong là phòng ngủ. Mời các bạn đi vào cái phòng ngủ này. Phòng ngủ này 16m2. Không được, xin lỗi các bạn, 14 thôi ạ. Cũng rất là thoáng. Cái trong lòng nhà này của bác là 7m các bạn nhé. Bác thiết kế một cái bếp rất là hiện đại ở cái khu vực này. Đó, rất là thoáng sáng luôn. Và đi có một cửa 80 để đi xuống khu vực nhà xe. Đó. Thiết kế nhà ống mặt phố thì người ta luôn tính đủ những cái công năng sử dụng của gia đình. Nó lại rất khác cái cách thiết kế nhà vườn. Nhiều khi là các bác chỉ quan tâm cái nhà không, như ở đây nhà ống thì bắt buộc người ta phải tính đầy đủ tất cả những cái công năng. Thiết kế cầu thang rộng 1m, 1m1 đấy ạ. Và cái này thì bằng gỗ công nghiệp các bạn nhé. Mời các bạn đi lên tầng 2 xem là tầng 2 được mấy phòng ngủ. Cầu thang thì mặt đá đen, cổ bậc đá trắng. Và cái tay vịn tròn này bằng kính này. Nên đến cầu thang thì có khoảng 6m2 để làm trung tâm giao thông dẫn tới các phòng. Phía trước thì bác thiết kế 2 phòng ngủ các bạn nhé. Đây này, cái điều chú ý nhất của nhà ống là thiết kế cái giếng trời này các bạn nhé. Nó vừa lấy gió vừa lấy sáng luôn. Ngôi nhà rất là sáng luôn. Chút nữa lên trên tầng 3 nó gần hơn thì mình sẽ chia sẻ cái giếng trời để các bạn hiểu cái cách làm cho nó phù hợp nhất. Cái phòng ngủ này có diện tích khoảng 18m2 và đi ra sân phía trước rất là đẹp luôn. Đó. Khi mà nhà ống mà thiết kế được cái sân như vậy thì buổi chiều tối ngồi đây uống cà phê mà ngắm sân vườn, ngắm cánh đồng thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Cây ở góc này còn 4 cây, 4 góc kia là vừa đấy. Chào các bác nhá, cây đẹp quá. Cho đúng em quá. Tham quan tí. Đấy các bạn thấy cây có đẹp không ạ? Đây, mời các bạn ngắm trực tiếp cái dàn cây bác vừa kê lên. Rất là đẹp luôn. Và ngôi nhà thì sơn một màu trắng muốt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đó, mình trở lại cái phòng ngủ số 2 trên tầng 2. Phòng ngủ này cũng rất là thoáng, rộng, đẹp luôn và 16m2. Và trên này thì dùng phòng vệ sinh chung thôi các bạn ạ, không dùng khép kín vào. Ta dùng đó, phòng vệ sinh rất là rộng luôn. Rất là thoáng rộng luôn. Mở cái cửa ô thoáng các bạn cứ mở rộng như vậy giúp mình nha. Rộng hơn nữa càng đẹp. Mình đi về phía sau này. Lại tiếp tục có một phòng ngủ nữa. 16m2. Mình đang đi ở cái vế bên ngoài các bạn nhé. Đây này, cái phòng ngủ này còn có đi ban công ra đây này. Đó, có một cái ban công nhỏ có hoa luôn ở đây, rất là đẹp luôn. Giờ đi về phía sau. Ở đây bác thiết kế một cái sảnh cũng rất là đẹp luôn. Ngôi nhà này quá đẹp luôn các bạn ạ. Nhà ống mà
như vậy ở cũng thích, chả kém gì nhà vườn đâu ạ. Và có một cái cửa đi vào cái phòng ngủ này các bạn nhé. Giờ mình trở lại đây, trở lại để mời các bạn tham quan những cái không gian tiếp theo đó. Trong này có một phòng vệ sinh nữa các bạn này. Phòng vệ sinh này chắc là phòng khép kín của cái phòng này rồi. Đó, mới thiết kế như kiểu nhà hàng khách sạn ấy. Ngủ ở cái phòng này thì quá thích luôn. Đó. Phòng này 18m² các bạn nhé. Trong nhà ống á, thì cách phối màu các bạn cứ cho cái màu sáng lên. Và đặc biệt cái nhà ống là các bạn phải cố gắng thiết kế cho mình một cái giếng trời nhé. Mình sẽ chia sẻ thật chi tiết cái giếng trời để các bạn biết cái cách làm đơn giản nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy có sáng không ạ? Nên đây nó sáng bừng luôn. Làm gì có cái đèn nào sáng bằng cái đèn của ông trời. Đó, lên tầng 3 thì bác để hẳn cả một cái khoang rất là rộng để làm trung tâm. Đây, mình chia sẻ cái cách làm giếng trời với các bạn nhé. Cái giếng trời này thì bác xây chéo và lợp kính ở bên trên. Kính là kính thủy lực 2 lớp, kính chịu lực 2 lớp các bạn nhé, kính an toàn. Dày 1 phân 1,2 cm. Và xung quanh thì bác xây những cái ô gió này, cái viên gạch mà nó hút gió vào được các bạn nhé. Đó. Và cái mái kính của các bạn lợp rộng ra để nó không hắt nước vào, nó trao đổi không khí, nó lấy sáng nhưng mà nó lại không hắt nước vào các bạn nhé. Đó. Đây là cái cách làm rẻ tiền nhất và hiệu quả nhất đây. Giờ mình trở lại mời các bạn đi ra phía sau. Thì bác vẫn thiết kế một cái phòng ngủ có vệ sinh khép kín như dưới tầng 2. Đó, ngôi nhà này rất nhiều phòng ngủ luôn. Phòng ngủ này rất là rộng luôn. Và đặc biệt cái phòng này thì lại có một cái sảnh kính ở trên này. Đó. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Quá đẹp, quá lãng mạn luôn. Nên là vào cái ngôi nhà ống này không thể gọi là vợ già được các bạn nhé. Khi xây nhà ống các bạn cứ trang trí ngôi nhà đẹp theo cái kiểu là xinh lung linh. Đó. Thì ngôi nhà của mình nó sẽ luôn tươi trẻ, luôn sáng. Và trên cùng của tầng 3 thì bác thiết kế một cái phòng thờ cũng rộng khoảng 20m². Khu vực phòng thờ rất là trang nghiêm ấm cúng. Ngôi nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng mình vẫn quay để các bạn có cái mẫu tham khảo. Đó. Trên phòng thờ thì bác kê cái cây hoa tùng bách này. Cây tùng bách, xin lỗi các bạn, không phải cây hoa. Đó. Nhìn xuống dưới sân dưới này. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Trên này thì kê mấy cây rồi anh? 8 cây. 8 cây. Đấy, các bạn thấy cái giao thông đi có thích không? Buổi sáng chỉ cần cứ đi loanh quanh ở ban công này tập thể dục, hít thở không khí thì cũng quá là tuyệt vời rồi. Những cái đường trang trí rất là thẳng phẳng, đơn giản, trắng sáng. Và phía ngoài là cái hàng rào, như các bạn đã nhìn thấy là sắt sơn tĩnh điện. Nó tương phản với cái màu của tường nhà. Nó đơn giản nhưng nhìn từ xa nó rất là đẹp và đẹp cái theo cái kiểu hiện đại các bạn nhé. Khi làm nhà ống các bạn cũng đừng quá quan trọng về cái đừng quá làm cái mặt tiền của mình nó hình khối nhiều quá, cứ làm đơn giản, cân đối cái cửa to ở chính giữa, hai cái cửa nhỏ hai bên. Ở đây là phòng thờ nên là bác làm cửa giả, ô cửa giả thôi. Phòng thờ thì không cần quá sáng. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích, một nút đăng ký kênh. Và các bạn bấm vào nút chuông để khi mình chia sẻ video mới lên, các bạn sẽ được xem đầu tiên.
Nếu bạn chuẩn bị làm nhà ống ở kết hợp kinh doanh hoặc là nhà ống thôi, bạn cứ gọi cho mình, kìa bạn tự làm, mình vẫn chia sẻ với các bạn chân thành cởi mở nhất. Chỉ mong các bạn hoàn thành những cái ngôi nhà mơ ước thật đẹp, thật sang trọng nhưng không quá tốn kém các bạn nhé. Nếu có nhu cầu tư vấn, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình xin tạm dừng và kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.